Xung quanh tôi lúc này là những núi phế liệu khổng lồ, dài hàng trăm mét, cao cả chục mét. Hơn 5.000 tấn phế liệu này được tập kết ngay trong khu đô thị Eco River, một khu đô thị sinh thái có mật độ dân cư cao và quy mô lớn tại tỉnh Hải Dương. Khu vực này thì trước đây là bãi rác Soi Nam của thành phố Hải Dương. Khi khu đô thị sinh thái này được triển khai thì có lấy vào phần đất của bãi rác này hơn 6 hecta. Lẽ ra thì trách nhiệm xử lý bãi rác là của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Thế nhưng mà chủ đầu tư đã nhận luôn phần giải phóng bãi rác và được tỉnh Hải Dương hỗ trợ 220 tỷ đồng. Tuy nhiên thì cái khối lượng rác sau khi xử lý lớn gấp đôi khối lượng dự kiến ban đầu, cộng với cái dây chuyền máy móc xử lý túi ni lông ép thành hạt nhựa phải dừng hoạt động do dân cư đã vào sinh sống, khiến cho vẫn còn tồn đọng hơn 5.000 tấn phế liệu trong khu đô thị này. Để đáp ứng yêu cầu di rời trước ngày 15 tháng 5, đơn vị xử lý rác đang che phủ toàn bộ khu vực chứa phế liệu bằng bạt PE, đồng thời liên hệ thuê kho bãi để vận chuyển phế liệu đi nơi khác. Đơn vị này cũng đề xuất được thuê địa điểm phù hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương để xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa nhằm xử lý số phế liệu còn tồn đọng và góp phần xử lý cả chất thải nhựa của bãi rác Chí Linh. Tuy nhiên thì lãnh đạo tỉnh Hải Dương vẫn chưa phê duyệt phương án này.